Mỗi ngày một từ kanji thú vị. やりましょう. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chữ kanji khí nha mọi người nhá. Hán tự được gọi là khí và nó thuộc kanji của N1. Tuy là thuộc kanji N1 thôi nhưng nó là một từ kanji rất là dễ nhớ. Và cái khí này thì nó sẽ mang nghĩa là hơi nước này. Thì cái chữ kanji khí này nó sẽ được cấu tạo bởi hai bộ. Đó là cái bộ số 23 và bộ số 107. 23 nó sẽ thuộc bộ gì? Bộ thủy. 107 nó thuộc bộ khí. Thì chúng ta sẽ có một câu chuyện liên tưởng để có thể dễ nhớ hơn cái thằng kanji này là gì? Nước, đúng không? Bộ thủy mà chuyển sang thể khí, ok, thì được gọi là hơi nước. Và cái này sẽ được gọi là hơi nước. Thì các bạn lưu ý nhá, cái thằng hơi nước này thì nó sẽ không có âm cưng mà nó chỉ có âm ôn, được đọc là ki thôi. Đấy, chị ạ, lưu ý nhá. Ví dụ chúng ta có gì ạ? Ki sa là gì ạ? Khí sa, hay còn gọi là tàu hỏa này. Đó, tàu hỏa. Tiếp theo chúng ta có gì? Ki te ki, khí địch, hay được gọi là còi hơi. Đó, hoặc là ki sen, ở đây là gì? Khí thuyền, hay là thuyền chạy bằng hơi nước. Được chưa? Thì các bạn lưu ý nhá, cứ chữ kanji nào mà có cái thằng ký này thì nó có nghĩa là hơi nước. Hẹn gặp lại các bạn trong các từ kanji tiếp theo nhé.